Thưa quý vị, bãi chôn lấp rác tập trung của tỉnh ở ấp Tân Tạo, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi là nơi tập kết, xử lý chứa rác được thu gom trên địa bàn thành phố Bạc Liêu, huyện Vĩnh Lợi và gần đây là thị xã Giá Rai. Với công suất dự kiến sẽ chỉ hoạt động trong khoảng thời gian là 5 năm, từ năm 2006 đến năm 2010. Thế nhưng đến nay qua 17 năm, bãi rác vẫn phải hoạt động trong tình trạng quá tải, gây ô nhiễm môi trường trầm trọng trong khu vực. Như chúng tôi đã nhiều lần phản ánh, bãi chôn lấp rác Tân Tạo quy mô ban đầu có tổng diện tích là 12 hectare. Thế nhưng bãi đổ rác chỉ còn hơn khoảng 3 hectare, còn lại là các hạng mục khác. Do hoạt động vượt thời gian dự kiến nên đến nay, lượng rác đã trong tình trạng báo động vì quá tải. Theo thiết kế ban đầu, bãi rác tập trung Tân Tạo có khối lượng rác thu gom bình quân 50 tấn một ngày đêm. Trong suốt thời gian dài, mức thu gom bình quân của bãi rác lên 80 tấn một ngày. Đến cuối năm 2018, bãi rác này đã chứa khoảng 350.400 tấn. Trong 2 năm gần đây, ngoài lượng rác thu gom từ thành phố Bạc Liêu và huyện Vĩnh Lợi, bãi rác này còn chứa rác từ thị xã Giá Rai tập kết về. Với lượng rác thu gom bình quân mỗi ngày từ 115 đến 120 tấn. Theo những người dân trong khu vực thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, thì ủ rác chất cao gần 20 mét như thế này tồn tại nhiều năm qua. Tùy mùa mưa hay mùa nắng, hướng gió, sức gió mà mùi hôi từ bãi rác cứ phát tán gần hay xa. Bên cạnh ủ rác cao ngất thì rác còn dương dãi khắp nơi, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc và những dòng nước ứ động đen ngòm tràn ra xung quanh khu vực. Cùng với đó là ruồi, muỗi, chuột, côn trùng phát tán theo. Rác khi được thu gom đến đây chỉ xử lý bằng phương pháp thủ công, dùng máy xúc và máy ủi để đưa rác lên cao, phun hóa chất tạo phân hủy và khử mùi. Theo tìm hiểu của phóng viên Góc Nhìn Đô Thị, để xử lý rác một cách bài bản, khoa học, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, từ năm 2014, tỉnh Bạc Liêu đã cấp phép đầu tư dự án xây dựng nhà máy xử lý công suất 245 tấn rác một ngày đêm cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ANA Bạc Liêu. Nhưng đến cuối năm 2018, chủ đầu tư này triển khai ì ạch và bị rút giấy phép. Dự án nhà máy xử lý rác được đấu thầu lại. Sau đó, công ty trách nhiệm hữu hạn Sa Mạc Xanh trúng thầu và tổ chức lễ khởi công nhà máy xử lý rác tập trung tỉnh Bạc Liêu vào ngày 31 tháng 5 năm 2019. Song, hơn 3 năm qua, dự án này vẫn án binh bất động. Mới đây, chúng tôi được biết, hồ sơ thủ tục để triển khai nhà máy xử lý rác của công ty trách nhiệm hữu hạn Sa Mạc Xanh đã khép lại. Ngành chức năng vẫn đang xúc tiến các thủ tục để tiếp tục mời gọi nhà đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác và vẫn chưa biết đến khi nào thì nhà máy xử lý rác mới được xây dựng. Trong khi đó, bãi rác thì ngày càng phình to và gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng cuộc sống của người dân trong khu vực. Người dân mong muốn ngành chức năng khẩn trương triển khai các giải pháp để giảm thiểu ô nhiễm môi trường và sớm lựa chọn được nhà thầu để dự án nhà máy xử lý rác được triển khai xây dựng.